Xin chào cả nhà nha. Hôm nay đến với cái video mới này, mình cũng xin chia sẻ cái cách bảo quản chanh tắc. Thì cái chanh tắc này là mình cũng đã có mình bảo quản hôm nay rồi. Cái này, cái số này thì người là hàng xóm mới vừa cho mình, cho nên mình xài cũng không hết, cho nên bây giờ mình bảo quản nha các bạn. Thì cái cách bảo quản thì cũng rất là đơn giản, này hầu như là chắc cũng nhiều người biết, nhưng mà hôm nay sẵn cái video này mình xin chia sẻ cũng như là mình lưu ý với các bạn. Bởi vì làm thì ai làm cũng được hết, nhưng mà đôi khi mình chỉ sơ ý một cái điều gì đó thì mình bảo quản nó cũng không có bảo đảm được. Cho nên hôm nay mình làm cái video này mình chia sẻ cặn kẽ cho các bạn để mà có một cái cách bảo quản chanh tắc để mà mình sử dụng lâu dài mà nó không hư nha các bạn. Bởi vì trong cái thời điểm này mình đi chợ mình mua với số lượng hơi nhiều để mình dự trữ thì nó cũng cũng khó khăn, cho nên mình mua được thì mình nên bảo quản để mình sử dụng lâu dài nha các bạn. Mấy trái hương này lựa ra anh. Đúng rồi, cái này trước khi mình mà muốn để vô bình bảo quản là mình phải lựa những cái trái mà nó phải phải nguyên dạng đẹp. Những cái trái mà dập hư hay nó bị dấu thì mình bỏ ra ngoài luôn đi. Lựa mấy trái đẹp vậy thôi phải không? Đúng rồi, mình lựa những trái đẹp như vậy nè, Giờ mình bắt bảo đầu. quản nó mới lâu được. Giờ bắt đầu em gói nha. Rồi rồi, để mình chuẩn bị mình gói vô để mình bảo quản nha các bạn, thì mình dùng giấy nè các bạn. Cái này là cái giấy tập học sinh thôi, hoặc là mình có giấy nào cũng được hết á, mình gói. Em lấy cho mẹ cái rổ rồi cho. Đó, như là cái trái chanh á, thì nó hơi lớn á, là mình gói vào một một cái tờ giấy một trái là được nha các bạn, mình đừng có gói nhiều trái. Mình cũng lưu ý á, là các bạn làm nhiều khi cái này các bạn sơ ý á, nó cũng làm cũng không đạt nữa, là khi mà mình đem về là mình bảo đảm là cái trái chanh hoặc cái trái tắc của mình á, là nó phải hoàn toàn là khô nha các bạn, nó không được ướt đó. Cứ mình cứ lần lượt mình gói đó, cái cách gói thì cũng rất là đơn giản luôn nha các bạn. Đây là những cái trái chanh tắc này rất là ngon luôn, vỏ nó còn, nói chung là cái chanh tắc này rất là tươi luôn. Bây giờ mình nếu mà mình bảo quản cái cách này thì để rất là lâu. Rồi sau khi mình đã vừa bọc hết cái phần chanh này á, bây giờ mình tới mình bọc cái phần tắc. Thì đối với trái chanh á, thì nó lớn á, thì mình dùng một tờ giấy mình bọc một trái, còn cái này á, nó nhỏ mình bọc hai trái chung một tờ giấy. Nhưng mà mình cũng quan trọng một điều là hai trái mình để xa ra nha các bạn, mình để theo cái chiều dài của cái tờ giấy á, rồi bắt đầu mình cuốn lại. Giờ em cuốn nha. Rồi cuốn lại đi, Gì phải không? đúng rồi đó, để mình hạn chế được cái giấy các bạn, tại vì cái nhỏ mà mình gói một cái tờ giấy một trái thì nó lại phí giấy quá, cho nên mình hạn chế mình làm hai trái nói chung một tờ giấy như thế này. Giờ mình gấp đôi lại đó, mình cũng túm đầu lại như là trái chanh nha hồi nãy thôi đó. Cái điều quan trọng là mình phải túm hai đầu, phải cho nó kín lại, càng kín nó càng tốt nha các bạn, mình đừng để hở. Bởi vì bọc giấy thì mình nhìn nhìn nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà mình làm không kín hoặc là mình làm nó không có đúng cách á, thì nó cũng bảo quản nó cũng không có được như ý muốn. Nếu mình làm như thế này á, thì nó để rất là lâu luôn đó. Thì cứ như vậy là mình lần lượt mình bọc cái số đất còn lại. Trong
cái vấn đề mà bảo quản chanh tắc này nó cũng có nhiều cách lắm, nhưng mà mình thấy cái cách mà bà xã mình bảo quản bằng gói giấy như vậy là để rất là lâu luôn, tại vì hồi trước giờ mình cũng làm bằng cái cách này. Một tuần cho mình đi chợ có 2 tiếng hả? Bởi mình muốn mua nhiều nữa mình để dành lại. Đúng rồi, mình cái này là để mình để lâu được, mình không cần phải đi mua nhiều lần, mà nhiều khi mình mua cũng chưa chắc gì có nữa. Rồi sau khi mình bọc xong chanh và tắc nó được như thế này, bây giờ mình bỏ vô một cái bọc ni lông nha các bạn. Rồi như vậy là mình bây giờ mình bỏ vô cái bọc ni lông như thế này, cái mình cột kín lại nha các bạn. Cột kín xong mình đem để vô cái ngăn mát, cái ngăn cùng của dưới cùng của tủ lạnh. Bởi vì cái cách mà mình quấn bằng giấy như thế này á, nó giữ cho cái chanh nó lâu hư mà nó lại hút ẩm rất là tốt luôn. Rồi như vậy video mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Chúc các bạn thành công nha các bạn.